Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái kèo mới để nhận được 10 đô của cái dự án này nhé. Thì cái 10 đô này là sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn có thể mua cái đồng coin của nó luôn nhé. Bởi vì 10 đô la này thì nó sẽ không cho các bạn rút mà bắt buộc các bạn phải mua cái đồng coin của nó. Thì đây là một cái dự án nó rất là tiềm năng và dự kiến là nó sẽ trong khoảng tầm tháng 2 năm 2020 2022 ấy, thì nó sẽ bắt đầu phân phối và có thể là list một số sàn và nó bắt đầu mainnet nhé. Đó thì cái đồng coin này nó là cái mạng OZC Smart Chain nhé, nó cũng giống như cái mạng Binance Smart Chain. Nhưng mà đây nó là cái mạng mới và nó rất là tiềm năng và cái tốc độ xử lý giao dịch của nó là 1 triệu giao dịch trên giây và phí của nó rất là thấp, gần như là bằng không nhé. Nó cho nên là trong tương lai thì cái đồng coin này nó rất là tiềm năng và có giá trị. Nó và kèo này thì không phải là chúng ta làm xong là chúng ta sẽ nhận được tiền luôn mà chúng ta cần phải có thời gian nhé. Đó thì bắt đầu của đầu sang năm tới thì nó bắt đầu cho niết sàn và nó sẽ cho anh em rút coin nhé. Thì đây là một cái dự án khá là tiềm năng và khi anh em làm cái kèo này ấy, thì nó tặng cho anh em là 10 đô. Thì 10 đô chúng ta không thể mua được cái đồng coin của nó thì bắt buộc chúng ta nó min mua của nó là 11 đô. Thì khi anh em làm thì anh em cần phải chia sẻ thêm ít nhất là 2 người thì anh em sẽ đủ 11 đô để mua nhé, để mua được cái đồng coin này. Và nếu như mà anh em không không tuyển dép, không tuyển thêm ai ấy, thì anh em có thể nạp thêm tiền vào, nạp thêm 1 đô vào là chúng ta có thể là mua được nhé. Đó thì mua cái đồng coin này sau này nó rất là giá trị bởi vì nó là đồng coin của một cái mạng blockchain mới nhé. Đó và tương lai thì sau cái chain NFT thì sẽ đến cái chain OZC Smart Chain này, nó sẽ là cái chain hot nhất của cái năm 2022 nhé. Đó thì bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại thì bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái tài khoản nhé. Đó thì cái này nó là chúng ta tạo tài khoản trên trang web của nó và các bạn tham gia thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình để phần mô tả video nhé. Ở đây thì nó là cái giao diện để chúng ta điền thông tin khi anh em nhấp vào cái đường link để chúng ta tham gia nhé. Thì cái dòng đầu tiên này chúng ta sẽ điền họ tên chữ cái viết hoa nhé và viết không dấu này, họ tên đầy đủ viết hoa không dấu này. Và dòng thứ hai chúng ta sẽ điền cái địa chỉ email của chúng ta vào đây. Dòng thứ ba thì sẽ điền mật khẩu nhé. Thì ở đây anh em cần điền 8 ký tự, tối thiểu là 8 ký tự, chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt nhé. Sau đó chúng ta sẽ tích vào cái ô này, tích ô vuông này, sau đó thì sẽ nhấp vào ô xanh này để chúng ta xác nhận nhé. Sau khi điền đầy đủ thông tin xong thì anh em sẽ tích vào cái ô xanh này nhé. Chúng ta sẽ tích vào ô này. Sau khi điền đầy đủ thông tin thì chúng ta sẽ tích vào ô xanh này và nhấp vào Gear User nhé. Như vậy là nó đã báo mình là đăng ký thành công và bây giờ thì mình sẽ vào mail để xác nhận cái thông tin tài khoản nhé. Đó, xác nhận xong thì nó sẽ cho mình đăng nhập này, mình sẽ ra màn hình chính để mình đăng nhập nhé. Thì các bạn sẽ nhấp vào dấu ba gạch này và chọn tất cả hộp thư nhé để cho nó cập nhật cái email mới lên này. Đó và nó đã gửi cho mình cái email đây nhé, các bạn sẽ nhấp vào đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào Verify email nhé. Đó, như vậy là nó đã xác minh thành công tài khoản của chúng ta nhé. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản đấy nhé. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào mục đăng nhập này. Sau đó là điền email và điền mật khẩu, xong đó thì nhấp vào cái ô vuông này nhé. Nhấp vào cái ô vuông này nhé. Tiếp theo thì chúng ta nhấp vào đăng nhập này. Khi đăng nhập ở đây rồi thì anh em có thể là đặt lại tên nhé, tên người dùng này và cái biệt danh này. Thì hai cái mục này anh em tự điền tên nhé, chúng ta tự đặt tên ngẫu nhiên. Những cái mục này đều là viết viết thường và viết không có dấu nhé. Đó, còn số điện thoại ở đây thì chúng ta sẽ nhập đầy đủ thông tin số điện thoại, ngày tháng năm sinh và quốc gia vào đây. Sau đó thì sẽ nhấp vào mục hoàn thành hồ sơ của tôi nhé. Nhấp vào mục hoàn thành hồ sơ xong thì chúng ta sẽ đi đến bảng điều khiển nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục ở dưới này. Đó, và ở đây thì nó sẽ thông báo cho ta là chúng ta đã nhận được là 10 đô nhé.
nhận được 10 cái đồng coin này, đồng đô la này, thì khi chúng ta tuyển thêm hai dép nữa thì chúng ta sẽ được là tổng là 11 đô, thì chúng ta mới đủ min để chúng ta mua nhé. Đó, thì khi nhấp vào cái dấu ba gạch này, anh em sẽ thấy là ở đây nó có nhiều thông tin này đó, và khi tuyển thêm hai dép nữa đủ thì anh em sẽ nhấp vào mục mua ICO này nhé. Đó, còn bây giờ thì để mà các bạn giới thiệu thì các bạn sẽ nhấp vào mục mục giới thiệu của tôi đây nhé. Chúng ta sẽ lấy cái link ở trong này để chúng ta copy và chia sẻ cho những cái người bạn, để chúng ta thêm những cái người mà chia sẻ link nhé. Khi các bạn đăng nhập vào xong ấy, thì các bạn sẽ kéo lên này. Ở đây nó thông báo là chúng ta nhận 10 đô và chúng ta sẽ kéo lên để lấy cái link chia sẻ nhé. Thì chúng ta sẽ lấy link ở dưới này nhé. Copy link ở dưới này chứ không phải ở cái mục của bên giới thiệu này nhé. Bên giới thiệu này thì là thống kê khi chúng ta có người tham gia thì chúng ta sẽ vào đây xem số lượng người tham gia được bao nhiêu rồi. Đó, còn khi tạo tài khoản xong thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Nhấp vào đây sao chép để chia sẻ đường link nhé. Đó, thì cái video hướng dẫn anh em nhận 10 đô của cái dự án OZC tới đây là kết thúc nhé, và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta mua cái đồng coin này nhé. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và chúc anh em kiếm được nhiều tiền từ dự án này nhé.